Xem nhiều phim quá là nó sẽ thành robot và nó take over the world, thì tương lai nó sẽ như nào và mình có sợ là AI nó sẽ thành một cái rủi ro cho cả thế giới hay không ấy? Trí tuệ nhân tạo có nguy cơ làm diệt vong thế giới không? Nó sẽ làm thui chột cảm xúc, cái sự sáng tạo mãnh liệt trong con người. Khi ChatGPT ra đời chỉ còn sử dụng 1/3 số giờ. Tôi không nghĩ rằng là AI có khả năng chỉ cho bạn những cái mẹo đấy. Tôi có câu hỏi cho cả hai người liên quan đến đạo đức của AI. Các bạn sẽ lập trình một cái xe ô tô không người lái chạy trên xa lộ, gặp một người chạy tạt ngang qua. Nếu phanh xe lại thì bạn sẽ bị cái ô tô đi sau đâm chết bạn. Tạt phải, tạt trái thì sẽ gây tai nạn ở hai làn đường bên cạnh. Nếu mà chạy thẳng thì sẽ đâm chết người ở phía trước. Vậy thì nếu lập trình xe không người lái, bạn sẽ lập trình như nào? AI cũng đã áp dụng cho những công nghệ như xe Tesla rồi, nhưng mà vẫn có một phần con người phải điều khiển. Câu trả lời của em là sẽ không lập trình cái tính năng không người lái. Ô tô lúc đấy bắt buộc phải xử lý. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái người lái, cái người đang ngồi trên cái ghế, cái vị trí lái. Chứ sẽ không thể nào mà AI sẽ được quyền đưa ra cái quyết định đấy ạ. Anh rất xin lỗi em, chắc là em chưa ngồi xe không người lái bao giờ. Thật sự là em chưa. Chạy chế độ autopilot tại trên đường cao tốc Mỹ thì về cơ bản là em có thể khoanh tay ngồi nói chuyện với người bên cạnh rất thoải mái. Thì nó sẽ có hệ thống cảnh báo và lúc đó em mới quay lại, em đặt tay lên vô lăng. Và cái thời gian quay lại giữ vô lăng là không đủ. Vì vậy xe phải tự quyết định. Đây là khỏi quan điểm thôi, em không cần phải phòng ngừa. Thì em sẽ lập trình thế nào? Em có hai quan điểm nó đối lập với nhau. Về mặt đạo đức đối với xã hội thì là mình sẽ là người dừng. Còn đối với quan điểm là về mặt kinh doanh, về business, đó là mình sẽ không dừng. Mình phải đảm bảo an toàn cho người dùng. Thế thì chiếc xe không người lái của em sẽ không bao giờ được bán ra xã hội. Bởi vì nó được thiết kế là sẵn sàng có thể đâm chết người để cứu bản thân mình. Và đây là câu trả lời cực khó luôn. Khó ơi là khó. Và mình không biết được rằng là cái câu trả lời của mình nó có phù hợp và nó có đúng với đạo đức và nó lại còn phù hợp với quan điểm của sếp hay không nữa. Cái đấy là câu hỏi rất là khó. Sếp Tiến cũng là người thường xuyên được nhân viên ở công ty mang ra để thử nghiệm xe. Người duy nhất đủ điều kiện để ngồi trên cái xe ấy là chủ tịch. Chả nhẽ chủ tịch lại không dám thử thì nhân viên làm sao dám thử được. Và để cho nó hồi hộp thì bọn tôi quyết định tháo vô lăng ra. Em có đọc về bài đấy không ạ? Sếp Tiến vẫn ngồi đây được thì bạn biết là cũng chắc là an toàn thôi. Và tôi đồng ý với các bạn là AI ra đời thì giúp cho công việc mượt mà hơn. Chẳng hạn bây giờ giáo viên của chúng tôi nhé, khi ChatGPT ra đời chỉ còn sử dụng 1/3 số giờ. Các bạn có nghĩ rằng nó sẽ làm thui chột cảm xúc, cái sự sáng tạo mãnh liệt trong con người? Đôi khi chất động đi xuống một chút, nhưng việc mình nhanh hơn, mình sẽ làm được nhiều việc khác hơn. Vô hình chung nó sẽ tạo cho mình cái tâm thế là mình ỉ lại. Nó tạo ra cái sẽ lớn cho xã hội, đó là việc mọi người sẽ bị giảm cái sự sáng tạo của mình xuống và cái sự tâm huyết đối với tất cả công việc nào đấy do mình bản thân mình làm không nhiều. AI không thể nào mà tác động làm thay đổi chúng ta được, chỉ có chúng ta thay đổi chúng ta. Những giáo viên thay vì dạy 45 phút và nhờ cái AI và mình giảm số giờ xuống còn dạy 15 phút thì mình có cái cơ hội để mình thỏa sức sáng tạo với những cái tiết học, thu hút học sinh hơn và cũng có thể dạy được nhiều học sinh hơn. Em là một người học IELTS, học TOEIC và em chưa có những cái điều kiện để mình có thể học gia sư và các trung tâm. Hiện nay các trung tâm dạy tiếng Anh, dạy những cái khóa IELTS, TOEIC đến hàng chục triệu trở lên thì nó sẽ là khó khăn cho những cái bạn học sinh, sinh viên. Thì nhờ cái AI cũng như là một người gia sư có thể giúp em có thể trả lời những câu hỏi ngay lập tức và em hiểu được những cái vấn đề của mình đang cần giải quyết là gì. Thì IELTS và TOEFL ấy, nó có rất là nhiều tricks. Nó không chỉ là bạn thi tiếng Anh mà nó có rất nhiều những cái tiểu xảo và mẹo trong đấy để bạn thi. Và tôi không nghĩ rằng là AI có khả năng chỉ cho bạn những cái mẹo đấy. TOEIC hay là IELTS nó cũng là chỉ là ngôn ngữ để chúng ta có thể giao tiếp được và chúng ta hiểu được, nói được. Còn về mặt AI nó chỉ là một gia sư trực tiếp cho mình, thì mình có thể tham khảo từ rất là nhiều nguồn trên internet uy tín khác, từ những cái bài blog của những trung tâm khác uy tín hơn để mình có thể chắc lọc, chứ không phải là mình làm theo ChatGPT là tôi sẽ có một cái điểm IELTS hay TOEIC cao được. Đức ơi, có phải em là người Bình Định không? Dạ. Em có muốn quay về Quy Nhơn làm việc? Dạ, hiện tại thì em đang làm online ở Quy Nhơn ạ. Bọn anh mong muốn biến Quy Nhơn thành thung lũng AI vậy của Việt Nam. Dạ, em cũng có mong muốn là mang những công nghệ toàn cầu về phát triển cho quê hương mình ạ. Trí tuệ nhân tạo có nguy cơ làm diệt vong thế giới không? Nó còn rất nhiều cái khác nữa. Có thể là kiểm soát vũ khí, có thể kiểm soát về cả hạt nhân, có thể kiểm soát về vụ theo dõi gián điệp. Và do con người tạo ra thì xấu hay tốt thì cũng là do người tạo ra nó, đúng không ạ? Theo các bạn thì cái mức độ kiểm soát, giám sát này thì nó phải đến từ cái cơ quan chức năng hay là cái tổ chức nào, ở cái cấp độ nào? Thì em có tìm hiểu về các hệ thống vũ khí. Thì đa phần các hệ thống vũ khí được thiết kế là sẽ không có mạng họ sử dụng riêng. Và những cái mạng đó nó không kết nối vào Internet. Cái bộ phận nào sẽ thiết kế, cái bộ phận nào sẽ quản lý, theo những quan điểm của em nó nằm ở chính phủ.
và nó nằm chính phủ chính cái nước quản lý vũ khí đó trong quân đội. Các hệ thống vũ khí để mà được kích hoạt thì nó sẽ phải có các khóa hệ thống bên ngoài để nó có thể kích hoạt được, và các hệ thống này thông thường theo như em tìm hiểu nó là các hệ thống phần cứng mà nó không được kết nối đến bất kỳ một mạng internet nào. Các hệ thống vũ khí hạt nhân tiên tiến hiện nay họ vẫn dùng những hệ thống máy tính từ năm 1970, và để họ kích hoạt được họ vẫn phải dùng những cái công nghệ rất lỗi thời như là địa mềm. Bản chất cái việc mà cái người ta ra lệnh kích hoạt vũ khí và những người ta nhận lệnh, người ta triển khai. Thật ra là vấn đề ở đây là các bạn cứ trả lời là hiện tại là như nào ấy, ok, tương lai nó sẽ như nào, và mình có sợ là AI nó sẽ thành một cái rủi ro cho cả thế giới hay không ấy. Xem nhiều phim quá là nó sẽ thành robot và nó take over the world, thì các bạn nghĩ như nào? Thông thường chúng ta hay xem trên truyền thông và chúng ta sẽ bị một cái lo sợ đó là AI quá thông minh. Tuy nhiên thì như em đã nói rồi là hệ thống nó không có kết nối internet thì bắt buộc là sẽ phải có người đến đấy và thao tác trên cái phần cứng. Em đang nghĩ là quá nhiều nó vào là vũ khí đi, anh chỉ nói đơn giản vào mạng xã hội thôi, không phải là chiến tranh về mặt vũ khí nữa, chiến tranh về nội dung thôi. Quay lại câu hỏi là muốn nó kiểm soát ở cái mức quốc gia hay là phải mức thế giới? AI không chỉ đơn thuần là ChatGPT mà áp dụng trong những ngành nghề khác. AI ngày càng thông minh hơn thì con người chúng ta cũng sẽ ngày càng thông minh hơn. Và vấn đề không phải là chúng ta phải có những tổ chức kiểm soát AI, mà vấn đề là đạo đức lập trình, tham gia của rất là nhiều người, rất là nhiều tổ chức khác nhau, xem xét và duyệt xem là AI có thực sự được đưa ra thế giới hay không, cũng là quyền của rất là nhiều tổ chức khác. Cuối cùng vẫn chỉ là đạo đức của con người thôi ạ. AI là một công cụ rất mạnh và cũng như một con dao sắc, vừa có tác dụng nhưng mà cũng sẽ cẩn thận với nó cũng sẽ có sự nguy hiểm.